Chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trên cái kênh Đời Sống Việt của Đinh Nguyễn 777. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái con xe, đó là xe Mio, Mio Atimo của Yamaha nha các bạn. Thì cái xe này đó các bạn, trên cà vẹt á, như mình được biết là nó để là 2004. Có nghĩa là tới nay là các bạn biết là cũng đã mười mấy năm rồi đúng không nè. Thì tại sao mình review, mình nói cho các bạn nghe, mình phải công nhận rằng là cái nước thép, tất cả những cái chi tiết của cái con xe này nha các bạn, mình nói không phải khen, rất là tốt các bạn ơi. Mà cái xe này nếu các bạn biết thông tin gì á, theo mình được biết á, thì cái xe này được nhập khẩu đó nha các bạn. Để mình review cho các bạn coi. Đầu tiên là cái nước sơn. Các bạn thấy đây là nước sơn zin. Các bạn thấy không? Nước sơn zin này nó không có phai theo thời gian. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái nước thép của từng cái con ốc, các bạn thấy không? Đây, còn các bạn nhìn cái niềng nè. Các bạn thấy không? Lao ra là sáng giới luôn nha các bạn. Còn câm thì thôi khỏi chê các bạn ơi, nó căng cứng luôn chứ nó không có nhão, không có dùng. Mà nó bắt đầu nó chuyển ra cái màu gọi là như màu chì vậy đó các bạn. Đó. Và để mình quay những cái chi tiết khác cho các bạn coi đây. Thì mũ thì nó phai mờ theo thời gian thôi nha các bạn, chứ mình nó thật chứ các bạn, đúng là nồi đồng cối đá luôn. Cực kỳ bớt và cực kỳ tốt. Đó. Đây. Các bạn nhìn cái tay thắng chạy sau bao nhiêu năm nè, các bạn nghe không? Tất cả cụm công tắc rồi, đây là còn nguyên xi hết nha các bạn. Ở đây nè các bạn, những cái này thì đối với những cái dòng xe bây giờ đó, tôi nói thật với các bạn, dù mắc tiền hay rẻ tiền nhưng mà tôi không có ưa ở cái điểm này nè. Riêng cái xe này là tôi rất thích. Các bạn nhìn cái bô của nó nè, cái co bô đây nè, ở cái điều kiện khí hậu cũng như là giao thông của Việt Nam của mình, tôi lấy rất là nhiều loại xe về chạy dài 3 tháng là hư gãy co bô nha, một hàng lại. Nhưng riêng cái con xe này tôi có nói thật với các bạn chứ, wow, không có một cái gì gọi là rỉ sét nha anh em. Đó, từ cái bô đây cũng vậy nè, nước sơn cho tới nước xi cũng vậy nè, anh em nhìn thấy không, cái nước xi không hả, thấy cái nước xi của người ta bao nhiêu năm. Nó rất là tốt. Đây cái chi tiết này anh em thấy không, có rất là nhiều cây xe bây giờ là nó bị xì nhớt ti các thứ, nhưng mà anh em nghĩ coi, cái xe này nó 14-15 năm rồi mà anh em nhìn cái nước xi là so là một. Tôi nói nha, nhỏ xe vậy chứ anh em chở ví dụ ngồi lên hai người không có xi nhê đó, anh em thấy không, cầm niền này nhìn sáng gió không, nước sơn nè. Xe này đi rất là nhiều chứ không phải không đi đâu nha anh em, đi nhiều lắm á. Thì mình phải nói thật rằng là cái con này bền thật, mình nói cái công nghệ mà của họ làm rất là ok. Coi như là nó kiểu như là cái đồ mà cái hàng cái này không biết là người ta làm theo cái công nghệ gì mà mình rất là thích các bạn ơi. Còn đối với những cái cây xe, có những cái xe bây giờ mình thấy sao nó không có được như vậy, chắc có lẽ là do giá thành rồi vậy đó các bạn, thì đâm ra là nó không có bằng. Này đúng là xe, tôi nói thật các bạn, nhìn cái dàn chân á, nếu anh em nào mà rành xe nè, không buộc xài bao nhiêu năm buộc trước đây, anh em nhìn đi, cái đặc biệt cái dây thắng này nè nha, cái dây thắng nè không phải đơn giản mà nó nhẹ vậy đâu, không phải đâu, anh em cũng rửa cũng đồ ha. Nhưng mà ở trong cái dây thắng này á, là nó có hai lớp cái bọc nhựa ở trong nữa, mà bọc nhựa dày lắm, tôi có coi rồi, do đó là nó không bị rỉ sét và nó không có cái độ ma sát. Anh em bóp cái thắng đó, nhả ra nè, bóc ha, đúng không? Đồng hồ tắp lô là còn ok hết nha anh em, kiến nè, nhậu nè đó, ốc đồ là coi như là xanh dờn đó anh em, anh em thấy không? Cho nên là mình rất là thích những cái đời xe đời cũ, cái chất lượng nó rất là tốt đó. Còn có những cái xe cái thời gian sau này mình không có biết được lý do tại sao, mà mình cũng không có nói nhiều, chẳng qua là đây là lần quay cái Mio chắc là cuối cùng của mình, tại vì xe này gắn bó mình cũng đã lâu rồi.
bây giờ mình chuyển giao cho một người bạn, do đó cái video này quay up cho các bạn xem cũng như là lưu lại nó làm cái kỷ niệm ha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha, bye bye, chào các bạn nha.